Uống thứ nước này vào buổi tối sáng ra không cần make up vẫn xinh. Thay vì cà phê, nước có ga hay rượu bia, bạn nên uống ngay những thứ này để sáng hôm sau có một cơ thể khỏe mạnh và căng tràn nhựa sống nhé. Vào ban đêm, khi cơ thể bạn đã trải qua các hoạt động căng thẳng của một ngày dài làm việc, thì bổ sung các chất dinh dưỡng và vitamin tự nhiên là điều vô cùng cần thiết. Nhiều người không mấy quan tâm điều này vì cho rằng giấc ngủ quan trọng hơn rất nhiều. Nhưng bạn có biết, chính những loại nước này sẽ giúp vỗ về giấc ngủ, giúp bạn có một giấc ngủ sâu và ngon hơn bất cứ thần dược nào. Các chuyên gia tâm lý lẫn dinh dưỡng đều nhận định, bổ sung những loại nước này vào ban đêm sẽ giúp cơ thể bạn hấp thu tối đa dưỡng chất trong lúc ngủ, cải thiện tình trạng sức khỏe đáng kể vào sáng hôm sau. Nước cà chua không chỉ được sử dụng để làm mặt nạ dưỡng da, cà chua còn rất cần thiết trong các bữa ăn hàng ngày, nhất là trong thời tiết khô hanh thất thường thì việc ăn nhiều cà chua cũng là cách bổ sung nước cần thiết cho da. Loại quả màu đỏ chín mọng này chứa nhiều chất chống oxy hóa cùng với 94,5% lượng nước. Do đó, nước cà chua sẽ giúp nuôi dưỡng cơ thể từ bên trong, trẻ hóa làn da, ngay cả trong giấc ngủ để bạn khởi đầu ngày mới thật rạng rỡ. Nước ép nho, một cốc nước ép nhỏ nhỏ cũng đủ giúp bạn ngủ ngon và đốt cháy mỡ thừa hiệu quả. Nghiên cứu trên tạp chí Stress Report cho thấy việc tiết insulin vào ban đêm do tiêu thụ nước nho sẽ giúp điều chỉnh nhịp sinh học của cơ thể. Bên cạnh đó, resveratrol, chất chống oxy hóa trong nho, có tác dụng chuyển đổi chất béo trắng thành chất béo nâu, năng lượng để đốt cháy calo. Chúng giúp quá trình trao đổi chất bên trong cơ thể diễn ra nhanh chóng và thuận lợi, cải thiện tinh thần tỉnh táo vào sáng hôm sau. Sữa chua kefir được làm từ sữa chua lên men, loại sữa chua này rất giàu probiotic, tăng lượng vi khuẩn có lợi trong ruột, thúc đẩy hệ tiêu hóa, đồng thời giúp cơ thể hấp thụ vitamin và khoáng chất tốt hơn. Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Sport Medicine Anh cho thấy những sản phẩm từ sữa chua giúp cải thiện giấc ngủ và nâng cao hiệu suất tập luyện. Chocolate đen nóng. Theo kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học thuộc trường E. Harvard, Mỹ, Epicatechin có trong chocolate mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Những người thường xuyên uống chocolate sẽ có trí nhớ được cải thiện đáng kể, ít mắc bệnh ung thư, tim mạch. Thêm vào đó, uống chocolate nóng vào buổi tối sẽ giúp tinh thần thoải mái, cải thiện tâm trạng và giảm áp lực sau một ngày làm việc mệt mỏi, từ đó giúp bạn ngủ ngon hơn. Tuy nhiên, đối với những người thừa cân, nên cân nhắc việc uống chocolate vào buổi tối vì nó có thể khiến bạn tăng cân một chút. Đậu nành. Giàu axit amin tryptophan, đậu nành ở dạng sữa có tác dụng cải thiện chất lượng giấc ngủ hiệu quả. Tryptophan cũng làm giảm mức độ cortisol, giúp ngăn ngừa mỡ bụng. Một ly sữa đậu nành sau mỗi bữa ăn sẽ giúp cân nặng của bạn ổn định hơn, kể cả khi đang ngủ. Rượu vang đỏ chỉ nên uống sau bữa ăn tối, chứ không phải loại thức uống vào ban ngày. Rượu vang đỏ rất giàu chất chống oxy hóa, có thể được hấp thụ tốt hơn khi cơ thể bạn ít hoạt động vào buổi đêm. Ngoài ra, rượu vang đỏ sẽ giúp bạn thư giãn sau một ngày dài mệt mỏi, do đó rất tốt cho sức khỏe. Tất cả các loại nước kể trên đều có nguồn gốc từ tự nhiên. Tất cả các loại nước kể trên đều có nguồn gốc từ thiên nhiên nên rất an toàn cho sức khỏe của bạn. Chúng không những giúp bạn ngủ ngon mà còn hỗ trợ hoạt động cho các chức năng khác của cơ thể sau một đêm dài ngon giấc. Sau khi thức dậy, bạn sẽ nhanh chóng có được một cảm giác sảng khoái và tỉnh táo, cơ thể nhẹ nhàng và tinh nhạy hơn bao giờ hết, đặc biệt thần thái luôn tươi sáng như hoa mà chẳng cần trang điểm phấn son.